Trường ơi, này có bị tụt ta? Ngon quá, tình cảm của anh không? Anh nấu không giỏi nhưng mà anh chỉ nấu những cái món mà anh biết từ mẹ anh thôi. Mình nếu mình đi sâu vào những cái món ăn thì mình sẽ nghiên cứu thêm, mình học hỏi thêm. Như anh giỏi quốc anh sẽ hỏi anh. Anh biết ý là đời thường của anh nó bình thường. Anh nấu thì lâu rồi, tại vì mẹ anh nấu anh ăn từ nhỏ. Cho nên những cái món của mẹ anh đều biết rất là nhiều món. Có những món phức tạp thì mình sẽ hỏi gọi hỏi mẹ là phải thêm thêm những cái gì. Tại vì mình không nấu thường xuyên, mình chỉ biết thôi. Có một số công đoạn nó bị khó khăn thì mình gọi hỏi mẹ, mẹ ơi cái khúc này con quên rồi, mình phải làm gì làm kia. Thì mẹ sẽ là người hỗ trợ. Anh chấm mình mấy điểm về tùy người ăn. Ví dụ người yêu mình ăn thì chắc là 9 điểm. Còn những người lạ ăn thì chắc anh nghĩ là anh nấu được khoảng 7 điểm thôi. Là người yêu chấm anh 9 điểm mà. Tại vì người ta thương mình mà. Tiết lộ người yêu đi anh. À, anh ý anh nói như vậy á, còn hiện tại anh chưa có người yêu. Dạ. Thế anh với bảo anh cũng hợp á, anh cũng đang ở đây độc thân đúng không ạ? Dạ. Thật ra ngày xưa là anh có thích bảo anh á, nhưng mà là bây giờ anh em rồi. Hiện tại tình cảm anh em rất là tốt đẹp. Trong tương lai mình không biết được. Nhưng mà tốt đẹp, nhưng mà vấn đề về tình yêu thì nó chỉ là một bậc thôi chứ mấy. Tình yêu nó là sao? Tình yêu nó chỉ lên một bậc thôi là đã tình yêu rồi. À dạ. Anh để, em á. Để coi xem tương lai có lên được bậc nữa không. Đúng không? Ý anh là mình có cái rào cản gì hay sao mà không được tới nó tình yêu là không thích không, không. Anh cứ thả trôi tình cảm thôi. Nên làm khi nào yêu là yêu, anh không biết được. Mà hiện tại chỉ là anh em. Cũng có thể là do anh quá bận, không có thời gian để anh em đi chơi hay gì đó. Nên thấy bình thường, anh em bình thường. Mà cái lúc thời điểm mà anh thích anh á, thì có anh cảm ứng với anh sao? Có tưởng anh xem anh em thôi. Là lúc đó cổ bận quá, mới vừa The Voice ra xong hơi bận. Mình là tình yêu đơn phương đấy em. Nhiều lần đọc tình muốn nói tiếng nhiều đâu, sợ không thành công đó. Mà tư duy nào anh với anh biết nhau ha? À, nhà có 5 đèn tiên. À, anh nó đóng vai phụ. Đường anh với anh hay nói chuyện với nhau, không sự nói chuyện. Có thường á. Anh em tâm sự nhau cũng 7-8 năm nay rồi. Nghĩa là buồn gì cũng nhắn tin cho nhau. Bọn anh cũng hay nhắn tin cho anh. Tâm sự rồi mình chia sẻ. Từ cuộc sống rất là nhiều. Anh với cô ấy cũng thân, khá là thân. Từ chi kỷ luôn, cái gì cũng biết. Hiện tại anh có mấy cửa hàng mì cây anh? Được trước thì 100 cửa hàng, bữa nay chắc tăng gấp đôi anh hả? Anh không đếm nữa. Tại vì lên tới 120 mấy cái anh nghỉ đếm rồi. Ôi vậy? Tại vì nhiều lúc mình bận quá mà khai chưa nhiều á. Cái mình nói, ủa giờ là cuối cùng số mấy rồi, cái anh không nhớ nên anh bỏ đếm luôn. Có những lúc một tháng hay chưa 7-8 cái mình đâu đi dừng được, nên anh cũng không quan tâm lắm. Cái quan tâm của anh bây giờ là cái chiến lược. Chứ còn bây giờ bao nhiêu cái cửa hàng thì lính mình nó lo, nhân viên mình nó lo, hoặc là những người nào franchise thì đó là những cái chuyện nhỏ đó, anh không quan tâm lắm. Tại vì anh quan tâm thì anh không có thời gian. Anh chỉ biết là năm nay mình làm cái gì, tháng này làm cái gì, doanh thu như thế nào, chiến lược như thế nào thôi. À, sau khi mà đóng bộ phim thành công, bộ phim Về Nhà Đi Con á, thì Quốc Trường đã mua được bao nhiêu căn nhà? Không, từ lúc đó giờ chưa mua. Chưa anh, mua anh đang xây một khách sạn cho mẹ với cha. Ở dưới quê. Xây xong rồi. Xây kinh doanh để cho cha mẹ có mỗi tháng có thu nhập. Tăng phạt khỏi phải để tiền nữa. Ở Sài Gòn anh ở sao vậy? Ở nhà thuê em. Sao mua nhà đi anh? Sao mua nhà xe mà. Thì ra anh cũng đã mua rồi, mà đang gấp vốn cái tòa đang xây. Em Rai ở bên Thủ Thiêm, cái tòa 88 tầng. 2 năm nữa mới lấy, còn hiện tại ở thuê thôi. Tại vì mình ở như vậy, mình thích cái cảnh này mình ở đây. Cái mình thích cảnh khác, mình thuê cảnh khác, nó khỏe. Chứ bây giờ đâu cần phải mua, tại nó 2 năm nữa mình lấy nhà rồi. Bây giờ mình mua đó ổn. Mà em thấy thường á, đàn ông mà mua nhà thì kiểu như là chuẩn bị cho tổ ấm mình đó. Đúng rồi, anh luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào. Tại vì bây giờ anh đang mở cửa rồi,
chỉ cần một người nào mà khiến cho mình yêu thì mình sẽ cưới thôi, tại vì tuổi này anh không muốn có gia đình này. Anh tiết lộ cái mẫu người phụ nữ anh thích là như thế nào? Lớn rồi không có biết mẫu nào cả. Vấn đề anh nghĩ là đồng cảm, cách sống, quan điểm sống. Cái quan điểm và cách sống, cách nói chuyện nó hợp với nhau, nó quan trọng cực kỳ. Có thể cái đối tượng đầu tiên mình thích là về sắc đẹp là khó nha. Ví dụ là cái tiếp xúc, mình đẹp thì mình sẽ có cách xúc tác để mình nói chuyện. Nhưng mà để mình yêu thì nó nằm ở tư duy, nó nằm ở cái cách sống của mỗi người, nó đồng điệu với nhau. Lúc đó là sắc đẹp nó không còn quan trọng nữa rồi. Nói anh là người đào hoa đúng không? Anh nhiều người thích anh lắm, thì không biết là đầu hay không, thì nếu chắc chắn là phải nhiều người thích mình rồi. Nếu anh nói là không ai thích anh thì chắc chắn khán giả nói anh xạo lắm. Mà em hỏi này nha để xác nhận thôi, tại vì trong bài một bài của Gốm á thì anh bảo là trước đây á anh đã từng ngủ nhiều tuần này mình không biết tên á, có thực hư sao anh? Được này căng ha, nếu mà giật cái tít á là nó hơi căng á. Đàn ông á những lúc mà mới lớn ai cũng từng có những cái giai đoạn đó, bị gọi là lóc chóc lôi chơi, lóc chóc lôi chơi, rồi có những lúc đi nhậu rồi bạn bè nhau nhớ này nhắn kia quen biết rồi mình thích nhau, rồi mình thích nhau, rồi có thật sự là có, thật sự luôn là có, rồi nhiều khi mình cũng không liên lạc nữa, tức là có lâu lắm mà. Cho nên tại sao vào cái bài vũ á, mình anh mới nhớ lại ngày xưa sẽ lắc xe lơ mình đã từng có như vậy nè, cái cảm giác nó làm sao ta, điều nóng dây vũ, cho nên đã từng mà giờ lớn rồi đâu có làm gì được nữa. Cái tình yêu của anh cái lúc mà trước đây á, tại vì anh làm nghề cũng 10 năm rồi, thời gian mà mọi người đến anh nhiều hơn đây là một thời gian gần đây á, thì cái lúc đó tình yêu nó khác mà, lúc nó nổi tiếng nhiều hơn tình yêu nó khác. Tình yêu hả? Anh nghĩ tình yêu cũng vậy thôi, tình yêu thì nó mãi mãi là như vậy đó, đâu phải là mình nổi tiếng là yêu khác đâu. Anh nghĩ là càng nổi tiếng mình càng cần một người nó đơn giản hơn để hiểu mình. Khi mình nổi tiếng mà mình cần một người nó phức tạp thì chắc chắn không hạnh phúc. Nó phải có khuyết và có lòi, phải có âm và có dương. Thì anh kia đang mở cửa đúng không? Thì chắc chắn là đối tượng rất nhiều quá. Anh không có thời gian để anh tiếp xúc đối tượng, tại vì anh ở nhà không, anh không đi đâu. Thì lúc nổi tiếng thì không, tại vì mình tránh đi ra đường. Anh thích sống thật, mà ra được anh hay ăn nói kiểu miền Tây á, hay ăn to nói lớn rồi nói chuyện hay điểm từ, chứ không có được lịch sự như đang phỏng vấn đâu. Cái này quốc chưa nói thật. Cái bản thân mỗi con người chúng ta khi chúng ta đi giao tiếp chúng ta sẽ khoác một áo lịch sự, nhưng mà khi chúng ta về nhậu với bạn bè thì cái đó không phải là thiếu văn hóa nha, nhưng nó sẽ có những cái văn hóa đời sống mà người lạ mà nhìn vô thì không chấp nhận. Chỉ là những người bạn với nhau, người bạn nhau chuyện bình thường rồi. Nhưng mà người lạ nhìn vào một cái hình tượng nam thần sói ca lịch lão lịch sự trí tuệ thì không được nói những điều đó. Nhưng thật sự mình gặp những người bạn mười mấy chục năm chơi từ nhỏ đến lớn thì phải nói nó mới vui. Chứ không lẽ bây giờ vô đi bạn ơi bạn ăn cái này nè bạn uống chưa, rất là nó bị xấu rộng, nó giả tạo đúng không? Ví dụ cùng với mấy bạn thân là khác, vô đi gì đó uống đi gì đó nó vui, nhưng mà ở ngoài mình lỡ nghe những từ đó là ôi kỳ vậy, năm thầm gì kỳ vậy, không được. Cho nên mình thôi, có những lúc mình phải ở nhà mình nhậu nhóm bạn sẽ an toàn. Vậy sao có bùa anh? Bởi vậy cứ có duyên gì đến em. Anh thấy mình có khó tính quá không? Không, tại vì thường là những người mà nấu ăn giỏi là rất kỹ tính, tại vì về chăm chút món ăn rồi về anh đem đến này kia cái sống. Anh cần một người có cái nhìn nhận về cuộc sống giống anh, nghĩa là phải lễ nghĩa, phải hiếu thuận và phải có tấm lòng thương người. Ba cái điều đó là quan trọng để người anh đồng điệu anh. Bạn không hiếu thảo, bạn không thương người, bạn không biết chính trên nhìn dưới thì bất rồi. Nhưng mà những cái điều kiện đó nếu mà đủ rồi thì cái vấn đề về môn đăng hộ đối anh có quan tâm không? Không, anh ghét nhất là vấn đề đó. Anh rất là ghét những cái vấn đề nó liên quan phong kiến. Anh làm cái món ăn này, anh làm cái bầu biết đi con là cũng loại bỏ những cái vấn đề phong kiến. Anh không thích những cái chuyện nam nữ giàu có. Anh may mắn anh có ngày hôm nay thì mình cần phải thương những người nghèo của mình. Người càng nghèo mình càng thương, người càng giàu mình không ghét, nhưng mà bình thường, tại vì mày may mắn mày giàu rồi con, mày bình thường tao không quan tâm. Mình phải quan tâm những người dưới mình, thấp hơn mình, và những người càng xấu mình càng thương, những người càng nghèo mình càng thương. Còn mày giàu kệ mày, nhiều khi mày giàu mà mày nói chuyện tao không nói chuyện với mày, nếu mà nói chuyện là sợ nói chuyện. Còn những người nghèo nhiều khi họ lỡ lời với mình thì mình cố gắng chịu đựng đi, tại vì họ đã không may mắn rồi mà mình thể hiện cái quyền lực, cái sự giàu có, cái sự nổi tiếng mình lấn át người ta, tội người ta nữa.
và lúc đó mình sẽ bị cái nghiệp sau này phải trả, đó là nhân luật nhân quả. Cái anh là vì bố qua thành cảm tính rồi thì đẹp đó, vì video này là công phí gu của anh là người đẹp không, tất nhiên gu ai cũng phải là người đẹp, cái chuyện đó bình thường bắt buộc người đẹp mà trong showbiz nữa. Không, gu của anh là không phải gu gì, nói chung là người nào mình đẹp là ai cũng thích thôi, cái chuyện nó bắt buộc trong xã hội, nhưng mà sau đó là về tính tình, tại vì những người đó là bạn thân cho nên chọc chơi cho vui. Anh chọc Bảo Anh cũng có luôn nè, anh chọc Di Dung, anh chọc Mai Xuân Thúy, kể cả như bé hoa hậu gì đó anh cũng hay chọc. Cái gì Tiểu Vi hả, đội Mỹ Linh hả, Tiểu Vi Tiểu Vi anh hay chọc nè, vui rồi. Tại vì nếu muốn cái gì đó là nhắn tin riêng, không ai rảnh mà đi lên hả tính trước mặt, tại vì quá nhiều người đang quan tâm anh và quá nhiều người đang quan tâm những đối tượng kia, thì anh mà thả thính cái đó anh biết rồi, thì anh có ý đồ gì, đúng không, ý đồ những tin riêng em khỏe không này nọ, nhưng mà trong inbox tất cả những người đó chưa có một tin nhắn nào của trường, nó lạ đời vậy. Có khi nào chưa có khi nào những tin video nữa kiểu anh nhắn tới công việc ra, công việc có, nhưng mà về tình cảm là chưa có một tin nhắn nào gọi là dính với tình cảm. Nhưng mà có khi nào các bạn ấy có thể là nhắn tin ngược lại về chọc kẹo này kia có không? Chưa luôn hả? Chưa ai thả tính ngược lại anh, chỉ có thả cho Facebook cho vui thì còn bởi vì đang ế nè. Rồi có tin đồn là em nghe một ngày cách xe là nửa tỷ đúng không anh? Anh nói là cho dễ hiểu nè, lúc nổi tiếng á, lúc đang nổi tiếng đang hot thì người ta chào mời mình post Facebook hoặc là một số quảng cáo, nếu trong một cái ngày đó mình ôm đồm hết tất cả thì được 5 triệu, 600 triệu được hết. Ví dụ một post Facebook trung bình 1.000 đô em nhận, chấp nhận nhận trong một ngày đó 20 mail, em xác nhận là em nhận hết 20 mail đó là em có phải ra được 600 triệu chưa? Chưa kể hôm đó có những cái số quảng cáo thì 1-200, 300 được, có lên nhiều khi cả tỷ cũng có, nhưng nó chỉ được một ngày đó thôi chứ đâu phải là ngày nào cũng cả tỷ đó, thì thôi làm kinh doanh kia nữa, bỏ mì cay luôn đi. Chị cảm ơn chị rất là nhiều nha, em hiểu không? Anh đính chính như vậy là có nghĩa nếu ngày hôm đó mình chịu xì lên 500-700 triệu tỷ có luôn, tại lúc đó là quá nhiều mail em ạ. Nếu ai từng nổi tiếng như vậy, mọi người sẽ biết là trong một ngày rất là nhiều nhãn hàng muốn mời mình post Facebook nha, chứ chưa phải là đại diện gì đâu. Thì giờ bèo nhất cũng 1.000 đô, bèo cũng 1.000 đô thì nhận 20 cái post Facebook là nhiêu tự nhiên lên đó. Chưa tính quay viral rồi hay tính ABC nữa thì nhiều lắm, nhưng mà không có nghĩa bạn nhận ngày hôm nay ngày mai giống vậy nha, là ngày mai không còn gì nữa. Và cứ tính cho mình mỗi ngày được nhiêu, hay một tháng được nhiêu không quan tâm lắm em. Tại sao không quan tâm anh? Thì không quan tâm lắm, tại vì có nhiều gãy mẹ hết rồi, chứ mình cũng không có đem cái chuyện mà một tháng mình phải kiếm được bao nhiêu để mình áp lực. Với anh cũng né tránh những cái chuyện nói về cách xê hoặc là về độ giàu có hay tiền bạc ở trên mạng xã hội, tại vì anh muốn cái hướng đến của anh là khán giả là dành cho anh sự yêu thương, tôn trọng về cái đạo đức, về cái nghề, chứ không phải là yêu thương anh bởi anh giàu, bởi anh này kia. Có thể ok họ quý anh bởi anh giỏi thì cũng được, nhưng mà anh cũng không thừa nhận anh giỏi đâu. Đó là sự may mắn và sự cộng hưởng của nhiều người bạn giúp anh ngày hôm nay. Anh né những cái chuyện tài sản và cách xê đã đúng chạm nhiều, đúng chạm anh em công nghệ. Vừa lỡ mình thấp hơn người ta mình cũng quê, mà lỡ mình cao hơn người ta thì người ta cũng buồn ha, cho nên né. Còn giàu hay nghèo thì người ta nhìn vào người ta cũng biết, nhiều khi ngày mai quốc trường bể nợ giờ. Rồi để duy trì sự nổi tiếng anh áp lực không? Không, có bao giờ anh ham nổi tiếng không áp lực? Không có ham, nhưng mà tổ thương tổ cho, chứ anh chưa bao giờ mong muốn mới nổi tiếng. Anh đã nhắc rồi, 2 năm đầu anh ham nổi tiếng, 2 năm đầu dòng nhà, nhưng mà về sau thấy nó bạc bẽo quá. Bạc bẽo là sao? Người ta không quan tâm mình vì mình không nổi tiếng. Mình không nổi tiếng, không ai quan tâm, đúng rồi, cái mình buồn, mình đi sự kiện không ai quan tâm mình buồn, mình tự về mình cảm thấy mình tủi nhục thôi, cái mình bỏ cái cuộc chơi nổi tiếng đó, mình lo làm nghề đó, mình tự động tự nhiên tổ thương tổ cho nổi tiếng thôi. Chứ cái người nhà đi con anh cũng đâu biết gì đâu, anh đóng cho mình thôi chứ. Đâu có biết chơi, sẽ không chơi, không phải là chơi, khi mà đóng là phải quyết tâm mình đóng. Nhưng nó cũng may mắn là lúc đó thời gian anh phải ra Bắc, anh điều chỉnh cái hệ thống đó thì vô tình kết hợp giống phim, thì hai cái điều đó kết hợp với nhau mới nhận về nhà đi con thì nổi tiếng.